bước ra rung chân luôn, bây giờ dỗ quá đứng luôn không dám xuống. Là vậy nè quý vị, thật sự đó là hồi chiều mưa quá nhiều, em rất là sợ, Kiều Quanh rất là sợ, sợ là sẽ không có gặp được quý vị, bị lâu quá rồi Kiều Quanh không có về đây diễn rất là lâu, mà nhất là sau dịch nữa thì cái sự có mặt và cái sự hội ngộ của ngày hôm nay dạ có mặt ngày hôm nay thật sự là quá xúc động và quá ấn tượng quý vị ơi. Chúng ta có thể vỗ tay cho tất cả chúng ta ngày hôm nay được không quý vị ơi? Dạ cảm ơn. Em nghe rồi. Để em diễn đi, tại khuya quá tội nghiệp khán giả khác. Một lần nữa Kiều Quanh chỉ mong quý vị nhận cái cúi đầu của Kiều Quanh, cảm ơn cho sự có mặt của quý vị ngày hôm nay, bởi vì mưa quá tầm tã mà quý vị dẫn đến ủng hộ cho đoàn, và Kiều Quanh một lần nữa xin nhận cái cúi đầu của Kiều Quanh. Dạ rồi bây giờ trở lại nè, em nói thật quý vị là lâu lắm em mới gặp lại quý vị, cho nên em đứng từ bên trong em hồi hộp lắm, em soạn một câu chào để chào lấy lòng quý vị coi được không nha. Kiều Quanh xin kính chào toàn thể các anh các chị, chào quý vị từ thành thị đến công ty, chào từ công ty chào qua từng đời, xin được cờ cái để tôi chào được chào ào tao nói mình định muốn chào cho xịt với chào toàn bộ quý khán giả có mặt ngày hôm nay. được không đó, thấy không, em ngon lành lắm em chưa, thằng nào ấy hết hồn à. Là như thế, nghe cái gì? Người ta nghe, ta vỗ tay hết rồi, lát anh nói sao cho nghe nha. Em không có đặc cách. Thôi đây nè quý vị ơi, em nói thiệt quý vị á, là hồi chiều này nè, em muốn gặp quý vị dữ lắm, cho nên em sốt sáng em gửi xe túi kia em đi bộ lại đây. Xong rồi tới đó cái kèm quỷ, thằng quỷ kia nó chặn em lại, nó quanh đứng lại. Ôi trời đất ơi, tự nhiên không quen biết nhau, đứng lại làm gì? Đứng lại, anh yêu em, trời ơi. Rồi đó thôi, tự nhiên yêu gì mà yêu ngang xương vậy, ông nội mẹ bà mới mùi dịch xong còn đeo khẩu trang sao hôn. Sao quá, nó nói anh yêu em, nó không. Nhưng mà tôi nhìn vào mắt anh tôi biết anh nói dối, anh nói không. Anh xin thề, anh mà có nói dối hai đầu gối nó bằng nhau, trời ơi. Trời ơi, nó thề xong em muốn mượn xuống em bắn cho nó xô le mẹ, cho rồi á. Mày mà yên tâm đi, trong cái rủi nó có cái may. Làm như sắp gặp quý vị em may mắn hay sao, hồi nào giờ em có đánh số đâu mà hồi chiều em đánh mấy tấm á, em trúng được 5 tỷ, tụ thế ổn không? 5 tỷ xong mà khán giả đông vậy em đưa tiền mặt làm sao mà tụi đủ đúng không? Em đổ ra tiền cắt mỗi người một bao. Em đang kể mày chơi để em ra em lấy tiền em tặng cái gì mỗi người một bao về xài chơi cho em chút xíu nha. Hò thằng nào á? Hỏi má đỏ hồng hồng. Vậy? Dần chân cho anh hỏi. Hỏi giống gì? Em có chồng hay chưa? Rồi làm gì vỗ tay? Trời ơi, có chồng hay chưa kể cha ta, mày hỏi chi? Ủa mà thằng nào vậy? Anh chứ ai? Trời ơi, đáng lý ra em nói thiệt, em đi lấy tiền em tặng cho quý vị, mà nghe thằng này nó hò nổi dịch quá quý vị, cho em khoảng 2 giây em hò em đối đáp lại để cho thằng này nó biết em cũng biết hò. Chờ em chút xíu nha quý vị. Dạ, anh hỏi thì em xin thưa, dạ con thì một năm mà chưa có. Được không quý vị? Được vỗ tay thiệt lớn cho thằng này nó nể em. Ủa mà thằng nào vậy? Anh chứ ai? Anh là thằng nào mà mày cứ nói mày không xuất hiện? Cho ra mới ra chứ. Trời đất ơi, mày biết chọc nghẹo tâm mày, bây giờ mày nói cho ra mới ra chứ. Bây giờ một là mày ra, hai là mày vừa ra cái mỏ mày máu không chứ. Đâu rồi thằng nào vậy? Trời đất ơi, ông nữa hả? Chứ ai? Sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Tại vì anh yêu em. Trời ơi, không lẽ thằng này đồng bọn của thằng hồi nãy em kể ta? Ông nào à? Trời ơi, giống lắm à. Không lẽ mấy thằng này nó đi theo cái bu bu em, nó canh em ta? Nhưng mà tôi nói em nghe, tôi không có yêu anh được. Sao vậy em? Tại vì tôi là gái đã có bồ. Gái có bồ như hoa có chậu. Anh đây thâm hậu, đập chậu cướp hoa. Trời ơi, tôi gặp cái thằng ăn cướp rồi, trời ơi. Nó yêu không được, nó đập chậu, nó cướp hoa luôn à. Trời ơi, tôi gặp cái kẻ đa tình rồi, trời ơi. Phải, anh là kẻ đa tình. Nhưng mà tôi sợ mấy người đa tình làm luôn. Ủa sao chị em? Tại ta thường nói, ta nói vậy nè. Đa tình tự tự đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ. Cho nên tôi sợ chết lắm. Phải rồi, làm sao em chết được? Sao vậy? Ngoài kia bao nhiêu cô gái đang muốn chết gì anh? Trời ơi, mấy nhỏ đó nó khôn ghê á. Ủa sao chị em? Nó sẵn sàng chết mà không, nó lấy ông đâu ông nội. Ủa anh chưa hiểu? Trời ơi, con vui ta hiểu ta cười hết trơn. Trên này chưa hiểu. Ý tôi hỏi ông sao ông tự tin quá. Phải, anh rất tự tin. Tại sao vậy?
nghe nè. À, sao? Ngồi buồn chẳng có một ai, soi gương mới biết mình đẹp trai vô cùng. Mày đẹp trai nhưng lại bị khùng. Bị khùng cho nên mày mới biết mày vô cùng đẹp trai. Trời đất ơi, hết dịch rồi người ta đi làm hoặc là tao tới tao cho lô tô cái mớ. Con mình nó đóng phòng nó đưa coi gương nó đẹp trai vô cùng. Thằng này chắc người ta chưa chích mũi thứ tư mà nó quất liền luôn rồi nè. Trời ơi, ơi ông khùng quá ông ơi. Nó có đâu, anh khôn đó mà. Anh khôn đó mà. Ừ. Vậy nào tới giờ anh có mượn tiền bạc vàng dòng của anh mà tao cho luôn, tao không phải làm khó làm dễ dàng đâu. Chuyện đó thì chưa. Trời ơi, cái đó mà khôn đây nè. Anh khôn ở đây người ta chỉ cho tôi chỉ ngược là anh về mới khôn nghe nè. Sao? Chim khôn hót tiếng nhẹ nhàng. À. Thằng nào khôn mà hỏi mượn được vàng, thằng đó mới khôn. Đúng không quý vị? À, mượn được cái giống chó mày đặt khôn khôn. Ông khờ thì có. À đúng rồi. À. Bà con ở đây á, à, kêu anh bằng hai lúa không à? À hai lúa tức có nghĩa là chân chất hiền lành chất phát đúng không? Đúng rồi. Không dám đâu, nhìn cái bản mặt anh là lầm chết á. Sao vậy? Anh có biết anh là cái loại người gì không? Nói thử nghe coi. Trước mắt tôi anh là người hai lúa. Đúng rồi. Mà sau lưng tôi anh là chúa giang hồ. Nhìn cái mặt là biết đâm thê chém mướn mà đặt xạo xạo mặt đồ vét cá hình nữa. Không có em ơi, anh hiền lắm em ơi. Phải không? Ừ. Sao? Từ nào tới bây giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Trời ơi, không bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Đúng rồi. Mà tặng phụ nữ cái khăn mù so thêm cục gạch để chọi cho lỗ đầu phụ nữ. Sao nói chuyện kỳ vậy? Sao nói được vậy? Tôi đã sợ anh quá rồi. Tại sao mày tiếng cái đèo nào đánh đời tôi hoài vậy? Tao qua bên Mỹ mày cũng qua Mỹ, bây giờ tao lên đây tao hát lô tô, mày cũng đi qua đi theo mày ám ảnh mày cái gì bao nhiêu đứa con gái cho mày ấm thương đi, mày cứ đi theo tao hoài vậy? Quý vị làm ơn nói với nó buông tha cho em đi chứ, kiểu này làm sao em lấy chồng nữa, thiệt tình luôn á. Lần nào thằng tách bảy năm nay em cũng cúng đồ ăn cho nó, anh chồng muốn ăn gì có thằng gà có gà, muốn dịch có dịch, mà lần nào cũng vậy trơn. Trời quý vị làm ơn nói, không lẽ bây giờ để nó lên bàn thờ em lại cũng lại nó trời ơi ta cho tôi đi trời ơi. Em càng chửi anh càng yêu. Thằng này sao nó lì chứ? Hả? Tại sao? Tại vì cuộc đời của em không có anh, thì cuộc đời của em không có nắng. Trời ơi đúng quá, thằng quỷ dịch này nó nhắc em mới nhớ. Đúng quá quý vị, cuộc đời của tôi nè. À. Không có anh thì đời tôi không có nắng. Đúng rồi. Mà có anh rồi nắng chết mẹ tôi luôn. Sao chửi anh hoài vậy? Sao không chửi anh, nó nghe người ta từng nói hả? Nói vậy? Tao nói lời chửi, không mắc tiền mua lựa lời mà chửi. Cho chùa mặt tao đã chửi, tao phải chửi, cho thì tao chửi. Mày hiểu quá, mày đâu có chùa. Trời ơi, sao mấy thằng quỷ này riết mỏi bỏ. Hôm nay khán giả đông quá trời luôn, nói chuyện gì cho vui vui đi. Chửi hoài mắm chết luôn à. Anh biết sao mà mỗi lần anh cứ theo tán tỉnh tôi mà tôi cứ tạc ra nó không có vô được tôi không? Ủa là sao? Là tại vì tôi không có thích mấy thằng đẹp trai nữa, xạo xạo nó nói lắm, nó xạo xạo y như ông vậy đó. Có đâu. Cho nên quả chăng là vậy nè, anh phải làm sao có thấy tấm chân tình của anh đi, biết là quý vị đây thấy thì tôi mới tin được, hiểu không? Sao? Bây giờ về đi. Đó khán giả nãy tôi thấy ông hát người ta cũng thích quá trời luôn á. Bây giờ ông sáng tác đi, đúng không quý vị? Bây giờ khán giả đông quá, bây giờ mình sáng tác đi. Sáng tác tặng cho quý vị, tại lâu lâu mình mới gặp lại mà. Rồi sáng tác tặng hai, trong đó có tin tôi, có quý vị trong đó. Cái quý vị chỗ hát sao mà quý vị xúc động, quý vị vỗ tay cái em lấy nó, còn quý vị không vỗ tay nó bán nhà nó trả cho quý vị chơi không? Trời ơi, căng dữ vậy hả? Căng mới chơi chứ dùng chơi chi mày? Trời ơi, chơi chơi à? Ăn cái giống gì mày gan vậy? Không biết, đủ chơi chơi à. Thằng này nó gan lắm luôn á nha. À. Làm như nó bự con là nó ngon. Nè nghe nhớ nha. À. Thể lệ quý vị làm ơn làm chứng giùm. Hoàng Nhất sẽ sáng tác một bài tặng cho quý vị, có tên em, có quý vị trong đó, có số phận, quý vị xúc động vỗ tay em lấy không? Quý vị không xúc động không vỗ tay nó bán nhà nó trả cho quý vị đêm nay. À. Khoan, đợi anh chút. Làm gì chơi cái là không có nhà ở luôn nè. Nam mô A Di Đà Phật. Gì vậy? Khán giả phù hộ cho con. Trời ơi. Ủng hộ. Ta quên hả? Anh hạ cái giả quên nó phù mỏ chứ không có phù hộ. Để cô nhớ nó về con. Trời ơi, gan nha. Nhớ nha. Ừ. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức là nhạc thẳng, coi như là một sáng tác của Hoàng Nhất. 1, 2, 3, vô. Hoàng ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào. Đến nơi. Bậy à, bậy à, không có tiền đó. Vỗ chi sớm vậy? Mới có nửa hả? Tiếng giả đây không có ham tiền gì trơn á cha ơi. Giờ tan mặt nhau xin gọi ai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Quanh ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Vỗ tay hết luôn. Em bận
em hận khán giả ở đây dữ lắm. Trời ơi, cua được rồi. Quá thương Trang Nhất, cái giống gì cũng vỗ tay mà tôi đang nghe khó lắm. Là sao đó? Ai có vỗ, có mình anh này móc mũi anh không có vỗ. Anh nào mặc ở đây nè. Ông bị không có thưởng thức không, đứng vô từ. Trời ơi, trời chết em. Cua ghẹ cả thuốc chết. Đúng không anh? Đúng không anh? Kệ, mình có quyền. Anh phải về phía em, nhờ cái lỗ mũi anh mới cứu được em đó. Sao anh ngứa đúng chỗ vậy? Trời ơi, khí thế. Không tin hỏi ông điều. Mà tôi nói anh nghe, không có, cái, không có cái anh ngứa mũi này tôi vẫn thắng anh như thường. Mà sao? Tại vì còn cái thằng quay phim nó đâu có vỗ. Là một. Rồi bao nhiêu cái máy livestream đâu có vỗ được. Mắt tôi hay rồi đâu có vỗ. Tôi chơi là tôi phải nhìn. Làm sao tôi thua anh được? Anh hiểu không? À, hiểu rồi. Tôi đang nghe nè. Tôi thấy khán giả này quá thương anh luôn á nha. Chứ sao không? Chỉ có cái anh móc mũi là thương tôi nhất. Bây giờ dám chơi vậy không? Nói thử đi coi. Bây giờ hát theo yêu cầu khán giả. Khán giả muốn gì hát luôn. Hát tới sáng luôn chơi á. Chơi chơi à? Ô sáng nè, sao? Ở đâu ra vậy? Mà sao 77 mà là 6? À, trend trend. À, xin lỗi em bị đu trend không kịp. Bây giờ dám chơi vậy không? Sao? Chơi theo khán giả nha. Chơi luôn. Hát không tập giật trước nhưng mà phải vô đàng hoàng. Tôi hát gì làm phải đối lại nghe chứ. Nhớ nha. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Mạnh Đàn Ông hát. Mạnh em ca miễn vô thì thôi chứ. Không vô thì quên rồi ta. À nhớ rồi. Từng bước đi tìm Lan có hơi. Rồi con Lan nó đi vô trường trang chứ. Nào ngờ gặp Lan tại Lô Tô. Lan ơi, cánh hoa cao nắng thì giống cô sẽ tan qua tôi. Nói chỉ lời vô thường. Trời đã vô tình chi lứa đôi. Chị hỏi cho để làm nó giống chó vậy. Chị có được gì nữa. Mà đêm đã dâng ân quân tình bối nghĩa làm khổ chu lên phải khoát ngao đâu sông. Trời ơi, tôi mặc đồ như là gái, không sao mà đau nổi. Nhìn Lan Quy mà anh tan nát trong lòng. Trời ơi, giây phút ngang say cả đời đang hận. Làm khổ bàn của chúng tình tan nát một đời qua. Bỏ xót chuông chiều dòng lại xa xa. Hàng điệp chen sóng cô buồn xoay mặt. Con đường làng giờ cũng buồn thiếu. Vì chẳng bóng Lan không về quê. Mỏ xấu dữ vậy là. Trời ơi, có ai khóc cái mỏ đẹp không? Về, về với anh đi em. Sao dám về? Sao chị Lan? Mỗi thằng về mẹ đem mày mượn tiền rồi ai dám về? Hết hồn với chí à? Nghĩ mượn tiền đó. Tao yêu biển thập lần lô tô mà mày nói mày nghĩ mượn. Lan, thấy em không? À, con Lan bây giờ nó bán cái chùa, nó mua hai cái vũ trường, nó kinh doanh đây. Trời ơi. Không thể đâu. Lan Quy đang chiến
cũng là non sông dính địa gọi là nghĩa. Điệp mất lan rồi ta đã mất nhau rồi. Kêu không đúng tên ta không ngưng rồi. Tệ khó tính dữ vậy. Kiều Anh, Kiều Anh. Tự nhiên tôi tên Oanh, ai cũng biết ông rồng hát sông suối, mẹ tôi tên Lan. Vui quá à. Vui cái gì mà vui, tôi nói nghe. Tại vì tôi thấy khán giả đây dễ thương quá cho nên tôi trộn tầm lung tăng cổ giao duyên ôi đủ thứ hết trơn. Để tôi hát cho phục vụ cho quý vị nghe chơi chứ tôi không có lấy anh được. Ủa? Hứa rồi mà cái nào đầu vậy là thằng này nó không nghe cái bài hứa thật nhiều thất hứa rồi cúng thật nhiều cái bài đó lâu rồi mà nó vẫn thịnh hành. Trời đất ơi sao đây vậy giờ sao hồi nãy tôi nói anh rồi ai cũng nghe đó tôi mấy chục đứa con nhắm anh theo tôi anh lo cho tôi nổi không bài đặt đi theo tôi chi. Ủa em có chồng hồi nào mà con nhiều dữ vậy? Tôi không có con vậy mà tại tụi nhỏ tới lớn tôi mồ côi cho nên giờ tôi thương mấy đứa mồ côi lắm cho nên tôi nuôi mấy chục đứa giờ tôi đi hát đâu tôi có tiền giờ tôi nuôi tụi nó anh nhắm đi theo tôi nuôi tụi nó được không anh nói tiếp cho đi đâu làm gì nuôi anh đi đi bán lương tô bán không lại tao đâu đây nó giỏi lắm nó xinh đẹp tao mà ông lên đây làm gì à, trợ lý trời ơi, ông có nước ông cầm mấy con lô tô thì thường mà nó nghe đẹp thôi bây giờ anh thương tôi đúng không hả à. Vậy đó quý vị mới thương thì hứa hẹn cái gì mà bữa cái thằng kia cũng vậy anh yêu em anh lo cho con em vừa đi nó ở nhà nó lấy kéo lấy dao lấy thớt chút xíu nữa nó lấy nội tạng con em qua Trung Quốc nó bán mẹ đâu rồi cũng chăng nào mà ác dữ vậy ta cái mặt nó giống ông có đâu anh hiền lắm tôi có tin tay cho bây giờ về đi anh thương tôi đúng không à. Bây giờ anh đi theo lo cho mấy đứa đi xong mà 30 năm nữa tôi trở về đây tôi gặp từng người tôi hỏi ý người ta cho lấy anh tôi lấy liền có 30 năm chứ mấy 30 năm à. Cô làm được gì nữa không sao không còn ít nhất cũng còn hai cái núi cạp đỡ ghiền ấy trời ơi lúc khổ đó, khổ gì đó hả lúc đó cái răng nó mất cậy bà nên mình phải lo mình bọc núi mình chữ hiểu không được không tôi chịu luôn chứ sao vậy ừ cũng phải chịu thôi chứ tôi đâu có đường nào chọn lựa nữa đâu nghe chưa ừ anh hứa đó nha hứa rồi mà trước khi đi chào gì cái được không đúng rồi Kiều Anh là những sẽ chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị và mong là tiết mục này sẽ đem đến tất cả may mắn cho quý vị trong năm nay kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và sự bình an là nhiều nhất nha quý vị ơi dạ hẹn gặp lại dạ chị Anh chị Anh ơi à, lâu quá rồi chị em mình mới gặp lại đúng không từ lúc dạ. Mà đánh hát ngàn hoa đến giờ đúng rồi từ lúc dạ và chúng ta dạ cho chị Kiều Anh một tràng vỗ tay nữa đi ạ à. Vâng một tràng vỗ tay thật lớn đi dạ à, chị Anh đã biết tụi em kêu lô tô rất là nhiều rồi đúng rồi hôm nay chị Anh có thể kêu những con số lô tô nữa cho quý khán giả nghe được không ạ không biết có lục nghề không nữa chắc là không bằng các em gì các em hàng đêm thì thôi thì bây giờ giờ Oanh với trước tấm chân tình của quý vị hôm nay Oanh đã nói rồi tới đây quý vị muốn Kiều Oanh làm gì để cho quý vị vui thì Kiều Oanh sẽ làm hết trong khả năng có thể của mình thì có thể là có thể kêu được một hai con thử ra làm sao ha dạ ông bây giờ mình kêu số nha dạ kêu số cho khán giả dò luôn ạ à. Và bây giờ dạ em xin mời một người chủ nhân lên đây và một người lên đây để hỗ trợ chúng em quay số chúng ta nghe Kiều Oanh kêu số rồi gặp may mắn nha chị mời em rồi rồi mong là quý vị sẽ trúng thật nhiều rồi tối nay em khỏi lấy lương luôn nhỉ lấy cái đó bù qua rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu do số cầu chúc quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn và cùng lại thần tài với quý vị nha được quay số đầu tiên đó chính là một chỉ vàng BNV chúng tôi gọi quý vị và chúng em đã tìm được vị khán giả lên đây đủ gì đây rồi chào chị xin mời chị nha chúc chúng em ạ số gì đây? Số gì ra? Số gì con? Số gì đây? Số gì con? Số gì đây? Bà con cô bác có giấy trong này trời lại đây mà nghe chưa số? Số ra con may. Số gì đây? Số gì ra? Số gì con? Số gì đây? Số gì con? Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Số gì? Con trai chúng ta đi ạ. Trời mưa. Một con nữa thôi 43 con 43
còn, số nằm còn, số nằm còn. Không có gì làm khó từ chị Kiều Anh nữa hả? Rồi, quý vị ơi, Kiều Anh đến đây là chào tạm biệt và mong là tất cả những may mắn sẽ đến cho quý vị ngày hôm nay. Nếu quý vị trúng nhiều quá, các em cứ nói với chị sẽ trả tiền lương ngày hôm nay. Miễn là quý vị trúng. Và bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, thật sự là cũng là bình an nữa. Cứ chào, tạm biệt. Để mà chào chúng ta cho nghệ sĩ Kiều Anh đó. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.